bé đó rất là để cho chúng ta yên tâm, không vấn đề gì phải lo lắng cả. Rồi một câu hỏi tiếp theo đến từ mẹ Thanh Thư ạ. Cháu chào bác Đoàn, bé cháu được 5 tháng tuổi, bé bị nhiễm trùng tiêu hóa 4 đợt từ hồi 2 tháng tuổi đến giờ. Cứ bị tái đi tái lại hoài và uống kháng sinh thì hết xong lại bị lại. Bác Đoàn giúp cháu xem nguyên nhân và cách phòng ngừa để bé không bị tái lại ạ. Và bé bú mẹ hoàn toàn, biểu hiện của bé là đi phân nhầy máu, phân xanh. Lần gần đây nhất là có nôn ói kèm theo sốt nhẹ, bé nhập viện nhi đồng điều trị 5 ngày ạ. Xin cảm ơn bác. Vâng, bé này á triệu chứng rất điển hình của dị ứng với đạm của sữa. Bé này nó không có bị nhiễm trùng tiêu hóa gì cả Dạ. nha. Từ 2 tháng tuổi, nếu quý vị nào lật lại cách đây khoảng 40 phút nói về phần dị ứng với đạm của sữa, thì tôi có nói rằng là đối với các bé dị ứng với đạm của sữa đó, nó sẽ có triệu chứng, đa số nó có triệu chứng chậm, có nghĩa là sau khi nó tiếp xúc với sữa khoảng 2 tuần cho tới 2 tháng thì bắt đầu nó có triệu chứng. Vậy thì bé này 2 tháng tuổi là nó có triệu chứng là quá đúng rồi, phải không ạ? À? Và nó đi ra phân có nhầy có máu là do nó bị dị ứng với đạm của sữa, chứ nó chẳng có bị nhiễm trùng đường tiêu hóa gì cả. Vậy thì những cái lần chẩn đoán trước tôi e rằng có lẽ là bé này nó không được chẩn đoán đúng. Bà mẹ này cho bé nó bú mẹ và bà mẹ có thể ăn hay uống sản phẩm của sữa bò và bé này nó bị dị ứng với sữa. Còn cái lần gần nhất nó có sốt, có ói, có thể lần đó nó bị lây siêu vi đường ruột là do nó bốc đồ nó bỏ vô miệng. Hồi nãy có nói với quý vị rồi, em bé 4 tháng tuổi là bắt đầu nó bỏ tay vô miệng, nó bỏ đủ thứ đồ bỏ vô miệng. Bé này nó 5 tháng tuổi, tay chân nó đụng đây đụng đó, nó bỏ đồ vô miệng thì nó lây siêu vi đường ruột, và những triệu chứng lây siêu vi đường ruột như vậy tự nó sẽ hết khoảng 1 tuần, không cần phải uống bất cứ thuốc gì cả. Do đó bé này triệu chứng này là được chẩn đoán, tôi đoán chắc là 99% là do nó bị dị ứng với đạm của sữa. Và bà mẹ chỉ cần cho nó bú mẹ và bà mẹ kiêng các sản phẩm của sữa bò, ví dụ như sữa tươi, sữa chua, kem, bánh, sữa ông thọ, trà sữa, bơ, phô mai, đó là những cái sản phẩm của sữa bò. Đó, thì bà mẹ kiêng thử thì có thể nó sẽ bớt. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và như vậy thì em hy vọng rằng với mẹ câu hỏi của mẹ Thanh Thư và với trường hợp của mình thì mình cũng có cái giải pháp và cái hướng của mình để mình có thể là điều độ lại và cũng như là có thể là về cái thực phẩm mà mình ăn uống và cũng như là hỗ trợ dành cho bé nhé. Một câu hỏi tiếp theo đến từ mẹ Phương Thùy về vấn đề sổ giun ạ. Xin chào bác sĩ, cho em hỏi bé mấy tuổi thì được sổ giun ạ? Và sử dụng thuốc gì, hàm lượng bao nhiêu và định kỳ bao lâu thì sổ? Bé nhà em 16 tháng uống rất ít nước, cả ngày bé uống khoảng 15 đến 20 ml nước lọc, bú khoảng 500 ml sữa. Uống ít nước vậy có sao không ạ? Em xin phép được gửi lời cảm ơn bác sĩ. Vâng, bé này uống không có ít nước đâu, bé này nó uống 500 ml sữa là có Dạ. nước đó. Với lại là bé này nó còn ăn thêm nhiều cái thực phẩm khác có nước, ví dụ bà mẹ cho nó ăn cháo là trong đó nhiều nước lắm, bà mẹ cho nó ăn trái cây vân vân trong đó có nước rồi đấy, nên rằng là bà mẹ muốn cho nó uống nhiều nước hơn thì bớt lại cái lượng sữa thì nó sẽ uống được nhiều nước hơn. Và cái thuốc sổ giun nó uống khi nào nó có giun? Em bé Việt Nam ít bao giờ được cơ hội nhiễm giun lắm nha, bởi vì em bé bây giờ nó chơi ở trong nhà hoài à, hoặc là nó ở trong chung cư á, làm gì có cơ hội được nhiễm giun. Những em bé mà nó chơi ngoài đất cát ngoài vườn á thì nó có cơ hội được nhiễm giun, hiểu không? Đó, còn em bé bây giờ ít có cơ hội được nhiễm giun lắm nha. Còn đến tuổi nào uống được thuốc sổ giun và tuổi nào cũng uống được cả. Tuy nhiên cái bé mà dưới 2 tuổi thực ra nó vẫn uống được nha quý vị. Dưới 2 tuổi vẫn uống thuốc sổ giun được, nhưng cái độ an toàn của thuốc sổ giun đó đối với em bé dưới 2 tuổi thì người ta không biết. Bởi vì người ta không có làm những cái nghiên cứu về thuốc sổ giun ở dưới 2 tuổi nên cái độ an toàn mình không biết. Tuy nhiên nếu bé đó nó có giun vẫn uống được nha. Còn em bé này chắc ít có cơ hội được nhiễm giun, thì bà mẹ cứ chờ cho tới lúc nó đi nhà trẻ đó, nó chơi đất cát ngoài vườn đó, thì lúc đó ở trong nhà trẻ người ta sẽ cho nó uống thuốc sổ giun theo định kỳ, có thể 1 năm 1 lần hoặc là 1 năm 2 lần, tức là
khoảng 6 tháng chẳng hạn, thì cái liều uống thuốc sổ dung nó cũng giống như của người lớn thôi. Những cái thuốc thông dụng, ví dụ như Fugaca, tôi không muốn quảng cáo bất cứ cái thuốc nào cả, nhưng mà những cái thuốc thông dụng quý vị hay uống là Fugaca, cái liều nó giống người lớn, uống một viên 500mg vậy nha. Và thường ở trong nhà trẻ người ta sẽ cho nó uống. Cho đó nếu mà cái bé này nó 2 tuổi cho nó đi nhà trẻ thì sẽ đăng ký uống thuốc sổ dung theo như nhà trẻ. Còn nếu mà nhà trẻ không cho nó uống thuốc sổ dung cũng được. Quý vị nào mà cho con đăng ký uống thuốc sổ dung á, mình thấy là uống xong nó cũng chả có con dung nào ra hết trơn đó. Uống chơi cho vui vậy đó, chứ không có con dung nào ra cả. Bởi vì đơn giản là nó không bị nhiễm dung. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và cũng